Kính thưa quý vị, từ khoảng ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 ở miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tiếp theo. Dự báo không khí lạnh đang hoạt động mạnh dần và có xu hướng gia tăng tần suất từ tháng 11. Xuất hiện rét đậm rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ, khả năng vào nửa cuối tháng 12. Không khí lạnh đã chi phối Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển ra biển, vì thế trong đêm nay và ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ ở miền Bắc duy trì ở ngưỡng thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 22 độ tại khu vực vùng núi và trong khoảng từ 21 đến 23 độ tại các khu vực trung du và đồng bằng. Cùng với đó là về đêm và sáng trời sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều sẽ có nắng, với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới ngưỡng 32 độ. Độ ẩm vẫn ở mức thấp nên cảm giác hanh khô vẫn tiếp tục duy trì. Dự báo tình trạng hanh khô sẽ còn duy trì đến khoảng hết ngày 14 tháng 10. Sau đó, từ khoảng ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khả năng có mưa rào rải rác trở lại. Với miền Trung, không khí lạnh suy yếu, trường gió đông cũng không hoạt động, trong khi rãnh thấp xích đạo hạ trục xuống phía Nam. Không còn hình thái thời tiết lớn nào tác động đến nên mưa tại miền Trung giảm rõ rệt, chỉ còn diễn ra ở diện rải rác tại khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Bình Định với lượng mưa không nhiều. Mưa giảm nên miền Trung trời tạnh ráo có nắng, nên nhiệt độ ở đây có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Dự báo tình trạng mưa giảm tại miền Trung sẽ duy trì đến khoảng ngày 13 tháng 10. Sau đó từ khoảng ngày 14 tháng 10, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do tác động của rãnh thấp xích đạo có trục từ khoảng 8 đến 10 độ vĩ Bắc, nên trong những ngày tới ở cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông ở diện rải rác, cục bộ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, mưa thường diễn ra về chiều và chiều tối. Những cơn mưa dông do rãnh thấp xích đạo này tiếp tục lặp lại, trong đó ở khu vực Nam Tây Nguyên và các khu vực Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa vừa và mưa to đến rất to, với lượng mưa trong khoảng từ 40 đến 80mm. Còn trong ngày từ sáng cho đến cuối chiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo và có nắng đan xen, với nhiệt độ tại Tây Nguyên ổn định trong khoảng từ 29 đến 30 độ, còn tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực vùng biển phía Bắc Biển Đông, trong đó có khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ nay đến ngày 15 tháng 10 phổ biến có gió Đông Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét. Mưa dông diễn ra cục bộ trong ngày, tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống từ 5 đến 10 km trong mưa, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 5, cấp 6. Ở khu vực vùng biển giữa Biển Đông từ nay đến ngày 15 tháng 10, phổ biến có gió Đông Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 2 đến 2,5 mét. Mưa dông diễn ra ở diện rải rác một vài nơi trong ngày, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Bắc, tầm nhìn xa phổ biến trên 10 km và giảm xuống từ 5 đến 10 km trong mưa. Ở khu vực vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, từ nay đến ngày 15 tháng 10 phổ biến sẽ có gió Đông Bắc ở mức cấp 2, cấp 3, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Mưa diễn ra ở diện rải rác một vài nơi tại khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, khiến tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 5, cấp 6.